Hello cả nhà, xin chào tất cả mọi người. Mình là Minh Nguyễn HB. Hôm nay mình lại tiếp tục làm video gửi tới quý ông bà cô chú anh chị xem những cái thước phim ngắn của mình nha. Cả những cái bò đợt ngang và kết cấu với nhau là đều có bò mông hết nha. Nó giữ lại thứ nhất là an toàn, thứ hai nữa là nó không chạy, mà thứ ba nữa là nó chắc á, bắt thịt bắt đồ trên ngon lành. Không phải bắn vài cái đính lèo nghèo đâu. Kéo đâu đầy đủ. Như vậy là lúc sáng giờ thì mình lên được cái khung. Bây giờ mình phải bố trí cả cái đợt kề để cho nó hợp lý. Thứ nhất là cái không gian để được trưng bày được những cái đồ
Thứ hai nữa là cho nó đẹp, nhìn cho nó thẩm mỹ. À, với những cái lán này thì thường có nhiều người thì họ không có đặt đợt ngang này, nhưng mà mình thường làm cho ông bà cô chú là những cái đợt ngang này để những cái bình rượu này với những cái giỏ bóng này trang trí trong cái phòng khách cho nó đẹp. Thứ nhất là vừa là tiền để sử dụng nữa. Nhưng mà quý ông bà cô chú, nhiều người họ cứ nói rằng bây giờ những cái này để thế này rồi liệu nó có để rượu lên nó có chặt hay không, có bị đổ hay không. Mình nói với ông bà cô chú rằng là ở đây mình làm là trong cái đầu này mình có những cái bò như thế này, mình bắt lên cái thanh này cho kéo vào này, bắn đinh này, xong nó bắt thêm vít nữa, bắt thêm vít nữa, cái khi mình đục cái này vào nó sẽ là tạo thành cái mông đó, nó sẽ tạo thành cái mông nóng này, đảm bảo để lên đây rượu, tất cả các cái bình rượu mà để lên đây thì đảm bảo nó an toàn. Bởi vì mình tính cho người ta, cho ông bà cô chủ là những cái dòng này là chủ yếu là trứng rượu là nhiều, có những vị khách họ trứng những cái bình rượu chứ là nặng, nếu mà mình làm không chắc chắn thì lở ra mà nó sập một cái là bể hết rượu hết đồ này kia, nó đã sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề của gia đình người ta. Thành ra ở đây mình làm rất là kỹ. Ở đây mình sẽ làm những cái bò này, mình cho kéo bắt vịt vào, trong đó mình mới lắp đặt thế này á, thì cái tấm gỗ này nó là tấm gỗ thịt rồi thì nó an toàn 100% nha.
Thank you.